Xin chào mọi người. 7 thực phẩm làm giảm khả năng thụ thai các cặp đôi chúng ta chú ý tuyệt đối tránh khi mà chúng ta muốn có em bé. Các bạn thân mến, chế độ ăn uống lành mạnh, đầy đủ những dưỡng chất sẽ giúp chúng ta dễ dàng thụ thai. Tuy nhiên, có những thực phẩm chúng ta cần phải kiêng khi mà có kế hoạch chuẩn bị mang thai. Lý do là bởi vì những thực phẩm này có thể gây và cái cản trở quá trình chúng ta thụ thai có em bé. Theo thống kê, có rất là nhiều những cái loại thực phẩm làm ảnh hưởng đến hormone giới tính, rồi nội tiết tố trong cơ thể, ảnh hưởng đến chất lượng, số lượng của tinh binh cũng như là chất lượng của trứng ở nữ giới. Mình đã tổng hợp nên 7 loại thực phẩm cần tránh như sau. Các bạn chúng ta cùng theo dõi và cùng ghi nhớ để chúng ta tránh nhé. Thứ nhất đó chính là rượu, bia, đồ uống có cồn. Đây là thực phẩm đầu tiên nhất định chúng ta phải kiêng khi mà chuẩn bị mang thai, cả nam và nữ, và ít nhất ấy là trong khoảng từ 2 đến 3 tháng khi mà chúng ta chuẩn bị có thai, có bầu nhé. Theo nhiều nghiên cứu, tinh trùng ở đàn ông ấy, đàn ông mà sử dụng nhiều rượu bia, đồ uống có cồn thì sẽ đạt cái mức độ khỏe mạnh là thấp hơn rất là nhiều so với những người đàn ông mà người ta không uống rượu, không uống bia. Chất athenol có trong rượu có thể làm co thắt mạch máu này, làm teo tinh hoàn và gây ảnh hưởng không tốt đến chức năng sinh sản, chức năng sản xuất tinh trùng ở nam giới. Còn đối với phụ nữ, việc chúng ta uống rượu bia này, những đồ uống có cồn có thể dẫn đến việc là rối loạn kinh nguyệt, mất kinh và ảnh hưởng đến chất lượng trứng, thậm chí là ngừng cái quá trình rụng trứng không đều đặn này, kinh nguyệt không đều, khó thụ thai thành công hơn. Do đó chúng ta cần tuyệt đối tránh những cái đồ uống kích thích có cồn khi mà chuẩn bị mang thai. Còn trong thai kỳ, đối với các mẹ bầu chúng ta cũng cần tránh tuyệt đối những loại rượu bia này, bởi vì nó gây hại cho sức khỏe của mẹ là một phần rồi, còn rất là nguy hại đến sự phát triển của thai nhi ở trong bụng nữa, gây dị tật này, thậm chí là sảy thai, là sinh non, thai nhi kém phát triển, chậm phát triển, nhẹ cân nữa. Thực phẩm thứ hai làm giảm khả năng thụ thai đó chính là cà phê, các loại chè đặc, trà, những đồ uống mà chứa caffeine. Người mà sử dụng cà phê thường xuyên là có tỷ lệ mang thai sẽ thấp hơn người bình thường mà không sử dụng, hay là ít sử dụng, rất là hạn chế sử dụng. Trong cà phê thì có chứa một số những cái chất kích thích này, và nó có khả năng là làm kìm hãm sự di chuyển của tinh binh ở nam giới khi mà nó tiếp cận với trứng trong quá trình thụ thai. Từ đó là nó sẽ làm giảm cái khả năng thụ thai thành công đi. Caffeine cũng làm cái số lượng tinh binh ở nam giới giảm đi rất là đáng kể. Còn với phụ nữ, việc chúng ta tiêu thụ quá nhiều những đồ uống mà chứa caffeine ấy, thì ảnh hưởng rất là nhiều đến chu kỳ kinh nguyệt này, đến ngăn cản cái quá trình rụng trứng và rối loạn sinh lý, thì nó cũng làm giảm cái khả năng có em bé thụ thai ở nữ giới. Do đó chúng ta không nên lạm dụng các loại đồ uống chứa caffeine, đặc biệt là cà phê, vì nó có ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng sinh sản về sau nữa. Chỉ uống một lượng nhỏ thôi, và theo khuyến cáo là không quá 200mg caffeine trên một ngày nhé. Và khi các bạn chúng ta cũng muốn có con ấy, muốn nhanh chóng có thai, thì cả nam cả nữ chúng ta nên cắt giảm cái lượng cà phê, lượng trà, chè mỗi ngày xuống cái mức thấp nhất, và dần dần chúng ta nên loại bỏ ra ngay. Và khi các chị em chúng ta có thai rồi ấy, thì các mẹ bầu chúng ta cũng cần tránh uống cái thức uống này trong thai kỳ của mình, bởi vì nó không tốt trong thai kỳ. Do đó chúng ta cần cai càng sớm càng tốt trước khi chúng ta có thai nhé. Thực phẩm thứ ba làm giảm khả năng thụ thai ở nam và nữ đó chính là những loại nước uống, nước ngọt, đồ uống có ga, soda, nước trái cây đóng hộp. Những cái loại thức uống này là chúng ta đặc biệt tránh trước khi mà chuẩn bị có bầu nhé. Chúng thường chứa đường cô đặc này, và đây là cái yếu tố gây rối loạn đường huyết và gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ miễn dịch cũng như là sự cân bằng hormone, nội tiết tố trong cơ thể. Nam giới mà thường xuyên uống nước ngọt có ga này, nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến chất lượng, số lượng và khả năng di chuyển của các tinh binh. Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng thức uống có đường nó tăng cái khả năng chống lại insulin này, dẫn đến stress oxy hóa và làm tổn hại tinh trùng rất là lớn và làm giảm khả năng thụ thai. Nên chúng ta hãy đặc biệt tránh những cái loại thức uống nó không có lợi và gây hại cho sức khỏe sinh sản như thế này nhé.
Thứ năm đó chính là đậu nành, những sản phẩm từ đậu nành. Nếu là nam giới thì chúng ta hãy hạn chế, tốt nhất là kiêng và không sử dụng những thực phẩm từ đậu nành. Bởi vì nếu mà chúng ta tiêu thụ quá nhiều những thực phẩm từ đậu nành, ví dụ như là sữa đậu nành này, đậu phụ, đậu tương thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, làm giảm đáng kể cái số lượng và chất lượng tinh bình, suy giảm chức năng sinh sản, từ đó khả năng thụ thai thì nó cũng sẽ khó khăn hơn. Còn với các bạn nữ giới thì chúng ta vẫn có thể ăn, nhưng hãy ăn ở một cái mức độ vừa phải thôi, không nên quá nhiều nhé. Thứ năm đó chính là những cái thực phẩm mà chứa nhiều chất béo chuyển hóa, như là khoai tây chiên này, bắp rang bơ, hay là những đồ ăn nhanh, đồ nướng, đồ chiên rán nhiều dầu mỡ, thực phẩm chế biến sẵn. Nó thường là chứa những cái chất bảo quản này, chất béo bão hòa, siro công nghiệp hay những phẩm màu nữa. Những chất này có tác động rất là lớn đến hormone, nội tiết tố trong cơ thể, làm giảm cái khả năng thụ thai ở cả nam và nữ, tác động rất là xấu về cái mặt sinh sản. Về lâu về dài thì cũng không tốt cho sức khỏe sinh sản của chúng ta nữa, sức khỏe tổng thể của cơ thể. Do đó chúng ta hãy hạn chế. Còn trong cái giai đoạn mà chúng ta chuẩn bị bầu bí, có thai thì tốt nhất là nên kiêng. Thay vào việc chúng ta sử dụng những đồ chiên rán, đồ dầu mỡ chứa nhiều cái chất béo không tốt như thế này, các bạn chúng ta hãy ăn uống một cách lành mạnh hơn, tự chế biến đúng cách tại nhà. Cái phương thức chế biến ưu tiên cho mọi người chúng ta là món luộc này, hấp, món canh và món hầm nhé. Và lựa chọn những nguyên liệu sạch này, tươi mới, không chứa những cái hóa chất hay là thuốc trừ sâu bảo vệ thực vật gì cả, mà phải lựa chọn nguyên liệu sạch, tốt, tươi mới thì nó mới là tốt cho sức khỏe của bạn, cũng như là cái chất lượng về sinh sản, chất lượng về tinh bình cũng như là trứng ở nam và nữ. Thực phẩm thứ 6 hãy tuyệt đối tránh, nhất là cái giai đoạn chuẩn bị mang thai, đó chính là cái nội tạng động vật, ví dụ là tim gan cật lòng mề này của các loại gia cầm gia súc, lợn, bò, chúng đều chứa một cái hàm lượng kim loại nặng rất là nhiều. Nếu mà chúng ta ăn ý, thì có thể gây tổn thương đến các nhiễm sắc thể và ảnh hưởng đến việc thụ thai. Do đó chúng ta hay hạn chế. Và cái giai đoạn khoảng từ 1, 2 đến 3 tuần mà trước khi chúng ta thải em bé thì nên kiêng hoàn toàn nhé. Loại thực phẩm thứ 7 tiếp theo đó chính là những rau củ quả chúng ta cần tránh. Cà rốt này, đu đủ, rau ngót, rau cần tây. Với cà rốt ấy, thì đây là cái loại rau củ chứa nhiều carotene này, các loại vitamin thì cũng dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, phụ nữ mà chúng ta ăn nhiều cà rốt, lượng carotene sẽ tăng lên và làm giảm, suy giảm cái chức năng về buồng trứng, gây ức chế rụng trứng, rối loạn kinh nguyệt. Chính vì thế, cái giai đoạn mà chúng ta muốn có em bé thì các bạn nữ chúng ta nên tránh ăn cà rốt, tránh ăn nhiều. Tiếp theo đó chính là đu đủ. Đu đủ cũng như cà rốt, đu đủ đây là cái loại thực phẩm cũng khá là tốt và giàu vitamin, tốt cho sức khỏe. Nhưng trong đu đủ chứa cái chất có tác động đến hormone nữ và ngăn chặn cái khả năng mang thai ở nữ giới, và còn là giảm cái số lượng tinh bình ở nam giới nữa. Do đó chúng ta cũng cần tránh trong cái giai đoạn chuẩn bị có thai. Còn rau ngót, trong rau ngót thì nó chứa hàm lượng lớn những cái chất mà có tác dụng, mà tác động trong việc thúc đẩy những cơ chân tử cung này, co thắt tử cung ấy, không thích hợp trong cái giai đoạn mà chúng ta muốn có thai. Và trong thai kỳ chúng ta cũng cần tránh ăn rau ngót vì những nguy cơ tiềm ẩn nó có thể mang đến, như là sảy thai, hay động thai, hay sinh non. Và sau sinh thì chúng ta có thể ăn được. Tiếp theo, cái loại rau nữa là cần tây. Đàn ông rất là kỵ ăn rau cần tây trong cái giai đoạn sinh sản. Vậy nên các bạn nữ và nam chúng ta hãy đặc biệt lưu ý nhé. Bởi vì là nguy cơ là nếu mà chúng ta ăn nhiều cần tây sẽ làm giảm cái số lượng về tinh bình, giảm chất lượng. Nguyên nhân là do trong rau cần tây có cái hoạt chất ức chế sự hình thành testosterone, tức là đây là cái hormone ở nam, làm giảm chức năng sinh sản và từ đó sẽ làm giảm cái khả năng thụ thai, khó có thai hơn. Do vậy muốn có con thì chúng ta cũng cần tránh xa rau cần tây. Vậy là mình đã tổng hợp về 7 nhóm thực phẩm làm giảm khả năng thụ thai cả nam và nữ trong cái giai đoạn chúng ta chuẩn bị có thai, cần kiêng những cái món này nhé. Còn những cái thực phẩm có lợi thì mình cũng đã có những chia sẻ trên Làm Mẹ Vinox rồi, các bạn chúng ta có thể vào và chúng ta xem lại nhé.
Nói chung sức khỏe thể chất này cộng với tinh thần tốt, tinh minh khỏe mạnh này, dụng chứng đúng thời điểm đúng ngày, cộng thêm một chút may mắn nữa thì chắc chắn là chúng ta sẽ thành công. Chúc các bạn chúng ta sớm có tin vui nhé.